Xin chào cả nhà. Ôi trời ơi, đàn này mới kích thần kinh một tí mà đã khè lưỡi hết rồi này. Vào cái thời điểm mùa hè này thì mọi người kích thần kinh cho chó ít thôi nhá. Bởi vì là khi mà kích lên ấy, cái thần kinh của nó cực căng luôn mọi người. Nó bị kích thích ấy. Thì lúc đấy thì nó cắn xé này, nó sủa ầm ầm, nó chạy đi chạy lại ấy. Thì cơ thể của nó tăng nhiệt độ rất là nhanh. Nên là vào cái mùa hè này thì tốt nhất là mình muốn kích thần kinh ấy, thì mình kích vào lúc sáng sớm hoặc là vào cái thời điểm là chiều tối nhá. Lúc đấy thì mát mẻ thì mình có thể kích được. Lúc nào mà 11, 12 giờ trưa hoặc là 1, 2 giờ trưa, cái thời điểm mà nắng nóng nhất mà mang ra kích thần kinh thì em chịu luôn rồi đấy. Tại bởi vì lúc đấy nếu mà sốc nhiệt ấy thì cái trường hợp mà mình không sơ cứu kịp thời thì chó nó chết rất là nhanh luôn. Mùa hè thì chó chết sốc nhiệt rất là nhiều vì cái vấn đề này. Nên là thứ nhất là mình phải để ý trong cái quá trình mùa hè thì mình chống nóng này. Và thứ hai là mình hạn chế cho cún vận động chạy nhảy vào lúc trời nắng nóng nhá. Đấy, con cái lúc nãy cắn thủng mất cái chai à, rơi hết cả viên đá ra luôn rồi này. Con này tai ken, đẹp thật. Tai ken nhảy lên này. Con nào cũng phải tầm 8 cân. Nhìn tai ke như thế này nhưng mà bắt ra thì nó không tự nhiên ấy, thì mọi người không nhìn rõ được cái tai ke của nó đâu. Kích một tí thôi. Con nào nhà em cũng thích chai hay là thích rẻ này ạ? Cái chai này có tiếng động thì nó thích hơn. Đi chả người ta ngỏ thịt kìa. Nào, đây gọi là vận động một tí. Đây, quay ra gần cho mọi người xem mà. Chân tay ngực này, chân này. Đấy, mắt lên này. Đấy, dọc luôn này. Ở xa cộng với cả tiếng chó sủa mọi người không nghe thấy thôi, chứ ở đây ấy, nó cắn cái rẻ này á, nghe thấy tiếng cái rẻ rách, cứ rạch rạch luôn. Mọi người nhìn này, dáng này. Con này siêu đỏ luôn nhá. Siêu to, siêu đỏ luôn này. Mõm hộp luôn. Đây. Đấy, mọi người thấy cái tai chưa? Tai này là tai ke hình tam giác chúc vào nhau nhá, tai đẹp. Hiếm có con nào mà được tai ke như thế này. Bởi vì là cái tai ke này nó tùy theo từng con. Còn là em thì hầu hết là rất là nhiều con tai ke đấy. Con bầu ngu này này. Mấy hôm nữa lên tai là tai cũng ke luôn. Tất cả một con này. Con nào cáo lên tai muộn thì khi mà nó lên tai thì tai nó sẽ có xu hướng này chúc vào nhau như thế này này mọi người này. Đấy, mọi người nhìn rõ chưa? Nhìn cái tai chưa? Tai càng ke thích vào nhau thì càng đẹp luôn. Đấy. Chuẩn bị mai đi Sóc Sơn rồi. Nhờ. Về con này thì anh cũng hết mức luôn, không chê vào đâu được. Đây, mọi người xem này, cao to dài. Đấy. Mấy hôm nữa thì em xuất mấy đàn mất toàn sâu phẩm phản hệ khủng luôn ấy, thì mọi người cứ theo dõi em nhé, để có thể chọn được bé cún nào mà ưng ý nhất cho mọi người nhé. Rồi, xin chào mọi người.